chắc còn nhớ những ký ức phai nhòa. Chặt người vằn ngồi đó với khoe mắt đắn đo, nỗi buồn vằn còn đấy khi ta viết tâm tình. Pha mực lon tô lên bức tranh thiêu mình, ta nghe tìm mình đớn đau. Tích ngang 5, độ dài 9m, được xây kiên cố một trệt một lửng ba lầu, có hai lớp cửa sắt nhau, một lớp cửa cổng và một lớp cửa nhôm bên trong. Khu vực bên trong đây là khu vực không gian, khu vực đậu xe hơi, xe máy và phòng khách dưới tầng trệt. Phía dưới thì gia chủ có ốp gạch màu trắng 80, có đổ bê tông phía dưới luôn. Trên thì có trần thạch cao, đèn chiếu sáng và khu vực tủ đế đồ, cũng như là tủ kệ, tivi và sofa. Đây là không gian tầng lửng ngược, thì quý vị thấy có không gian tầng lửng phía đằng sau. Ngang 5, độ dài 9m, xây phun đất nha. Căn nhà này cầu thang cuối nhà và có vệ sinh ngay dưới tầng trệt. Được thì đấu ở trong đây nha quý vị. Cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phía dưới này là không gian phòng khách, phòng và khu vực đậu xe hơi. Và cầu thang thì ép vào cuối nhà đi lên với mặt đá hoa cương màu trắng và có soi đèn led. Rất là tuyệt vời. Trên không gian tầng bếp, trên tầng lửng thì quý vị sẽ thấy có cầu thang đi lên rất là đẹp với những ánh đèn led rất là lung linh này. Có bộ bàn ăn 4 ghế, mặt đá và có những bức tường ốp nhựa trang trí. Bồn rửa chén bát cũng là cửa sổ ra khu vực phía ngoài, mặt tiền, ngoài chính, ngoài ban công. Ngoài ban công thì trồng cây xanh và không gian đặt bàn ăn cũng như là cục bếp trên đây rất là đẹp nha quý vị. Không gian các phòng ngủ đều thiết kế rất là đẹp, không gian thoáng sáng. Thiết kế bao gồm giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, tủ áo kết hợp với tủ đầu giường. Và phòng ngủ thì có cả tủ kệ tivi, máy lạnh. Ở đây thì có làm hệ thống cửa lùa 4 cánh, ban công có ban công 90 này, với lan can làm bằng sắt và cây xanh bên ngoài, có màn rèm và tủ áo. Sàn thì ốp gạch giá gỗ và không gian ngoài ban công này có trồng cây xanh cho từng ban công. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, gương soi, đèn led và cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính để thoát mùi cho không gian vệ sinh. Nhà ngang 5 nên cách bố trí thiết kế như vậy là quá hợp lý luôn nha quý vị. Gia chủ đầu tư và thiết kế rất là tỉ mỉ và chi tiết, cũng như là có óc sáng tạo rất là nhiều nên mới thiết kế ra được căn nhà đẹp và hợp lý như thế này. Không gian phòng ngủ phía sau quý vị thấy cũng có giường ngủ 2m này, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và khu vực cửa sổ ra khu vực giếng trời cũng như là khu vực vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì cũng với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng này thì vệ sinh được đặt vòi tắm hoa sen ở trong này. Đây là phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau nha quý vị. Phòng ngủ này rất là đẹp. Thiết kế có giếng trời bên hông này, lấy sáng và lấy gió cho hai phòng ngủ trước và sau đều được luôn. Giếng trời bên hông rất là rộng nha quý vị. Đó, lấy sáng và lấy gió cho hai phòng ngủ phía sau. Lên trên đây thì cầu thang ốp đá hoa cương màu trắng, hết tay vịn lan can làm bằng sắt cao, đi rất là thoải mái và an toàn cho trẻ nhỏ. Phía trên đây sẽ là không gian có phòng ngủ số 3 và số 4, thì hai phòng này cũng đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính và cửa ra ban công. Ngoài ban công thì vẫn trồng cây xanh và có lan can được làm bằng sắt cũng như là ban công 90, tủ áo đóng lụng trần, giường ngủ rộng. Cay nhưng vẫn cố gắng say, ai cho tôi biết đây chắc phải thêm đôi ba khứ nói thương dương bằng sông.
Trên đây sẽ là khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Và có trên sân thượng này có cả bồn tắm nằm đấy nha quý vị, một bồn tắm nằm dành cho em bé trên sân thượng. Thì có ghế ngồi chờ này, có cây xanh, có lợp mái bên trên. Và đây là phòng tắm trên sân thượng sau, cũng như là khu vực giặt đồ, phơi đồ. Phía trên thì có máy nước nóng và bồn nước nha. Và bên ngoài sẽ đây, này sẽ là khu vực sân thượng trước nha quý vị. Sân thượng trước có căn nhà thì làm rất là đẹp và trồng nhiều cây xanh,